cuộc hành trình khám phá đậm chất miền Tây Nam Bộ, giúp các bạn cảm nhận hết được tất cả các cung bậc của cảm xúc. Thôi, làm em giận hết rồi mình. Hãy đón xem S Việt Nam trong hành trình khám phá mảnh đất Đồng Tháp. Một hành trình với những trải nghiệm mới chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ, giúp các bạn cảm nhận hết được tất cả các cung bậc của cảm xúc. Hãy cùng chúng tôi dành trọn một ngày để khám phá khu du lịch sinh thái Cáo Rồng. Thế cung bậc cảm xúc đầu tiên mà anh muốn giới thiệu đến em và các quý vị khán giả là gì? Đây, bây giờ nhá, em nhắm mắt lại đã. Ừ, cứ nhắm mắt lại. Lại bất ngờ đây. Đúng rồi, giờ đi theo anh nhá. Đúng rồi, đến nơi rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chói quá. Wow. Đài quan sát. Đài quan sát này cao 18m. Ừ, mình đi lên đấy đi. Rồi, đi. Cáo Rồng được coi là Đồng Tháp 10 thu nhỏ, nơi có những cánh rừng nguyên sinh nổi lên giữa mênh mang sông nước. Và khung cảnh bao la đó chỉ được nhìn thấy khi bạn đứng từ đài quan sát. À, ơi nhờ. Đấy, đấy. Rất nhiều người đây kìa. Quan sát chim bay kìa. Đứng trên tòa tháp cao như thế này nhìn ngắm cảnh vật bao la xung quanh và đặc biệt được nhìn thấy rất nhiều loại chim khác nhau, mang lại cho Quỳnh Trâm một cảm giác vô cùng sảng khoái và dễ chịu, phải không anh Dũng? Rồi, như bây giờ nhá, anh sẽ đưa em đi khám phá rừng tràm. Đi rồi. Khi ngồi trên thuyền lên lỏi vào rừng tràm, chúng tôi có cảm giác cả khu rừng này như một sân khấu lớn với nhiều lớp rèm, mỗi lớp ẩn chứa những điều thú vị riêng. Trong rừng tràm này có rất là nhiều loài chim cò, đặc biệt cái là nhan điển, nhan sen và cò ốc thì được nằm trong sách đỏ. Nhưng điều để lại ấn tượng nhất với chúng tôi là giọng ca ngọt ngào của những người lái đò. Có lẽ chính thiên nhiên trữ tình vùng sông nước đã tạo nên chất thơ mộng đó của người dân Tây Nam Bộ. Chị ơi, không biết ở đây thường có nhiều khách nước ngoài đến tham quan không nhỉ? Dạ có chị. Anh nghĩ là nếu như mà lần sau nếu khách nước ngoài đến ý, mình có thể in một cái bản dịch các cái bài hát mà em hát trên thuyền ý, cho người ta. Thì người ta vừa nghe và người ta cũng hiểu là mình đang hát gì cho họ. Chắc chắn là ý nghĩa bài hát của mình rất là hay. Xuống đây anh hỏi này, mình vào trong kia chơi được không em? Vào chỗ vườn tràm ấy. Dạ được. Được à? Thời điểm tốt nhất để vào rừng tràm ấy là tầm từ tháng 12 đến tháng 5. Đó là nó cạn hết nước rồi. Em mình có thể đi khám phá nhiều nơi. Rồi. Đến thăm rừng ngập mặn Cáo Rồng có một thứ nữa bạn không nên bỏ qua, đó là đặc sản cá nướng chui. Điều đặc biệt là bạn có thể bắt được loại cá để làm món này ngay trong rừng. Như vậy là chúng tôi đã có chiến lợi phẩm để cho bữa trưa nay rồi. Trong khi tôi đang đảm nhận nhiệm vụ bắt cá thì Quỳnh Trâm sẽ đi hái lá sen non. Đây là cá lóc nướng, dùng những lá sen mời các con ngã vào. Dạ. Rồi, chú ạ. Món này mình ăn như nào em nhỉ? Trước tiên là mình sẽ con cá ra làm hai. Ngon nha. Quá. Và ươm. Dạ. Để cá lóc vào chính giữa, cho rau thơm vào. Thế hôm nay thế nào? Một ngày rất là tuyệt vời anh ạ. Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đầu tiên là lên rất là cao ngắm cảnh này, sau đấy là len lỏi giữa rừng tràm xanh mát, và cuối cùng khép lại một ngày thú vị bằng một bữa ăn như thế này. Em thấy là không có gì tuyệt vời hơn đâu. Em biết thế nào em thích mà. Nếu các bạn có muốn những trải nghiệm như tôi và Trâm thì nhớ là hãy đến thăm khu du lịch sinh thái Cáo Rồng nhé.